Hi everybody, mình là Bách và mùng 2 tháng 7 vừa rồi mình đã tham dự kỳ thi IELTS trên máy tính và đạt được 7.0. Lúc đầu mình cũng có mạnh dạn aim cao hơn nhưng do thời gian nghỉ dịch cộng với cả những bận bịu trên lớp thì mình đã không có đủ thời gian. Và mặc dù điểm của mình còn khá khiêm tốn nhưng mà mình vẫn muốn chia sẻ với các bạn cái quá trình ôn luyện IELTS của bản thân. So, cái khóa học đầu tiên mà mình đăng ký tại IELTS Fighter là một khóa A từ 6.0 đến 6.5 do Miss Dương Bùi đảm nhận. Trước đó thì mình cũng có học IELTS và mình thấy IELTS vô cùng phức tạp và khó khăn, thậm chí là cái môn khó nhất mà mình từng học. Nhưng xong rồi chị Dương đã chỉ cho lớp step by step cách chinh phục từng kỹ năng và mình nghĩ là IELTS cũng không khó đến thế. Và từ đó là mình đã thoát liệt bộ môn này. Tiếp theo đó chính là khóa B của thầy Đức Đặng. Thì lớp thầy phức ạ. Lớp thầy nghiêm túc nhưng lại vô cùng nhẹ nhàng. Thế là mình tiếp thu rất nhanh. Không những thế, thầy còn biết làm bánh. Và mình nhớ một lần là thầy đã làm một chiếc bánh lemon cheesecake mousse cho cả lớp. Và nó ngon đến nỗi mà bây giờ mình vẫn còn cảm thấy dư vị. Anyways, sau hai khóa học đó thì mình đã tích lũy được một số kiến thức và mình có thể chia sẻ với các bạn đôi điều như sau. IELTS là kỳ thi đánh giá khả năng vận dụng cao về tiếng Anh thông qua 4 kỹ năng. Thế nên là các bạn thiết yếu phải có một khối từ vựng lớn cũng như sự thông thạo về grammar. Kỹ năng đầu tiên mà mình muốn nói đến chính là listening. Đây ở đây là mình luôn vấp ở section 3 chứ không phải section 4. Tại vì ở section 4 mặc dù người nói có sử dụng một khối từ vựng mang tính academic nhưng mà cái tốc độ nói chuyện của họ vô cùng chậm và rõng rạc. Thế nên là mình nghĩ là cái điều duy nhất có thể gây khó khăn đối với bạn là chính là cái cấu trúc câu phức tạp và dễ gây hoang mang. Thì mình nghĩ cách duy nhất để đối phó với cả điều này đấy chính là practice. Nghe và nghe thật nhiều cùng với cả việc cộng việc check transcript. Nhưng mà cái phần 3 nó khó ở chỗ là tại vì ở đây là cuộc hội thoại giữa 2 đến 4 người và chắc chắn là 2 người trong đồng đấy sẽ không phải là người bản địa. Thế nên là sẽ rất là gây khó khăn với cả các bạn, cộng với cả việc là tốc độ trò chuyện của họ sẽ là rất nhanh, nhanh nhất ở trong 4 section. Và ví dụ như người Mỹ thì họ có thể nói cotton butt là con butt, mất đi âm T và thực sự là nếu bạn không để ý thì bạn sẽ quên mất. Thì kinh nghiệm của mình ở đây là nếu mà bạn không nghe thấy keywords thì bạn hãy nốt lại những gì bạn nghe thấy. Và sau đó đến phần check đáp án thì bạn quay lại và bạn dùng logic để phân trần xem cái đáp án là gì. Mặc dù nghe thì khá là mơ hồ thế nhưng mà mình cũng đã thoát liệt rất nhiều câu nhờ kỹ năng này. Tiếp đến đó chính là reading. Thì với người bắt đầu luyện IELTS thì một section của reading nó một tầm vĩ mô nào đó về grammar và vocab. Thế nhưng mà đến người bản địa cũng không thể hiểu hết được đống từ vựng thì nói gì đến mình. Điều mình làm đó chính là lập một chiến lược để giải quyết từng loại câu hỏi. Và theo mình nhớ không lầm thì có 14 dạng câu hỏi ở trong reading. Nên các bạn cứ từ từ. Và tiếp đó chính là phát triển kỹ năng skimming và scanning. Skimming là lướt qua để hiểu được đại ý từng khổ và cả bài. Và scanning là lướt qua cả bài để tìm được facts và keywords. Và khi các bạn đã có một khối từ vựng vững cũng như đã am hiểu về grammar thì đây chính là hai kỹ năng go to để master. Tại vì nó sẽ rút ngắn cái khoảng thời gian mà bạn làm reading rất là nhiều. Và kinh nghiệm là khi bắt đầu mỗi section thì bạn hãy skim thật nhanh qua bài và để hiểu được đại ý từng khổ và sau đó là scanning và nhìn qua phần question tìm highlights các keywords, sau đó là scanning để tìm ra các keywords đó. Có một điều chú ý là khi các bạn đã làm mòn mắt và xuôi tay thì section 1 chỉ cần scanning là đủ.
hết tất cả các đáp án. Và theo độ chắc chắn của từng người thì section này sẽ mất tầm từ 7 đến 10 phút để làm. Ngoài đó thì mình nghĩ là các bạn chỉ cần luyện và luyện thật nhiều kỹ năng này. À, nốt một điều nữa là do thời gian nghỉ dịch mình đã không có tài liệu để ôn, thế nên là mình đã ôn tất cả những cái bài reading và listening ở trên trang web IELTS Online Tests. Tại vì ở đây có tất cả các cái bài mock test cũng như những cái đề của từng năm. Theo chính là speaking, thì điểm speaking của mình thực sự là không cao, thế nhưng mà tại vì do mình đã bị áp lực đè bẹp, cộng với cả ở trong thời gian cách ly mình đã không được ôn luyện đầy đủ. Nhưng mà mình nghĩ là cái vấn đề lớn nhất về speaking đó chính là khả năng phát triển ý và câu. Có thể nói đây chính là hai kỹ năng mà ăn điểm nhiều nhất ở những tiêu chí như là fluency, lexical range và cohesion. Thì speaking nói chung mình thấy chỉ có cách duy nhất chính là luyện tập. Khi luyện kỹ năng này, bạn nên nói từ tốn và chậm rãi để đồng thời phát triển ý của câu và có thời gian để não spawn từ vựng. Và bạn cũng nên luyện accent cho tròn và rõ để tăng điểm coherence. À, nốt một điều, đó chính là IELTS speaking là kỳ thi, không phải là kỳ thi về kiến thức. Thế nên giám khảo có hỏi câu nào không rõ thì bạn đừng ngần ngại hỏi họ thêm một chút thời gian, hoặc hỏi họ rephrase câu hỏi. Và kỹ năng cuối cùng chính là writing. Không ai có thể phủ nhận rằng writing chính là kỹ năng khó nhất trong 4 kỹ năng. Và thật sự là hiện tại mình vẫn gặp khó khăn trong kỹ năng này, nên là mình cũng không dám chia sẻ nhiều. Tóm gọn lại thì vẫn cần từ vựng để paraphrase và ngữ pháp để viết câu ghép và dài và đủ ý. Luôn luôn đọc kỹ đề để lấy điểm task response, và đồng thời cũng phải đảm bảo là cái length của bạn là bằng với cả length recommendation. Tại vì theo mình nhớ là under length sẽ khiến điểm writing của bạn gãy thật sự luôn. Và thời gian làm task 1, task 2 đây là từ 20 đến 40 hoặc là 15 đến 40. Tại vì điểm task 2 sẽ chiếm nhiều điểm hơn task 1. Speaking và writing thì mình chỉ học theo thầy cô trên lớp là đủ rồi. Thế nên là mình nghĩ là mình cũng không có nhiều điều để chia sẻ. Mình nghĩ đến đây là cũng đủ ngắn gọn về những gì mà mình học được trong quá trình ôn luyện IELTS. Và mình muốn chúc các bạn ôn thi hiệu quả và đạt được bên điểm to lớn. IELTS Fighter, tiên phong phổ cập IELTS cho người Việt.